Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Vina Organic. Hôm nay Nhật xin hướng dẫn các bạn sử dụng thiết bị làm cơm cuộn. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo dõi nha. Thì để làm món cơm cuộn này thì chúng ta không thể thiếu cái lá nori. Thì cái lá nori này sẽ có hai mặt, một mặt nhám và một mặt láng. Chúng ta sẽ đặt cái mặt nhám này lên phía trên. Và đây là chiếc khuôn định hình. Trên chiếc khuôn này sẽ có một cái lỗ tròn. Và chúng ta sẽ đặt cái lỗ tròn này vào hướng người thao tác. Tiếp theo chúng ta sẽ định lượng cơm. Chúng ta sẽ dàn đều cơm theo cái khuôn. Sẽ bỏ phần nhân vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gạt cái cần bắt đầu tạo hình này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành cuộn cơm. Chúng ta sẽ giữ ở đây mấy giây để định hình. Sau đó chúng ta sẽ lật lại. Và đây chính là cái sản phẩm đã được tạo hình trên thiết bị làm cơm cuộn. Thì các bạn có thể thấy cơm được cuộn rất là đồng đều, chắc chắn và đẹp. Vậy là các bạn đã xem xong video hướng dẫn sử dụng thiết bị tạo hình cơm cuộn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.